năng suất, chất lượng là thước đo thành công của từng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp đang phải đương đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý hiện đại. Vì vậy, để cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, thời gian qua, các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị, mô hình kinh doanh tiên tiến hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên hiện có, qua đó tăng sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trên thị trường. Sen Huế là một trong những đặc sản nổi tiếng với hương vị thơm ngon được cả nước biết đến. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm mang lại chưa cao vì các khâu chế biến, bảo quản chưa được quan tâm, mẫu mã đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu cho du khách, giá trị sản phẩm mang lại chưa cao. Đây là trăn trở của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đặc sản của Huế. Thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Linh Nhân được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến và đóng gói các sản phẩm từ sen Huế bằng công nghệ sấy thăng hoa. Công nghệ này không chỉ giữ được hương vị, màu sắc chân thực các dòng sản phẩm sen Huế, tiết kiệm thời gian hơn so với sen khô truyền thống trước đây, mà còn nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm sen Huế. Người ta rất hài lòng về các sản phẩm sấy thăng hoa. Hầu như rất là nhiều. Cái ưu điểm đó là trong cái việc bảo quản này, cái việc vận chuyển này, thay vì giống như một cái bóng sứ tươi chẳng hạn, anh muốn pha chế uống là nó rất là phức tạp, hoặc là muốn vận chuyển hoặc chuyển đi là cái khâu nó rất là nặng nề, rồi nó phải đóng về rồi bỏ thùng xốp cho tráng. Thằng nhiều cái phức tạp, nhưng mà với cái thang bằng sấy thăng hoa thì người ta rất là thuận lợi, người ta bỏ đâu cũng được. Rồi đến khi mà chế biến thì cũng khác khi chế biến tưới. Với cái sản phẩm thăng hoa mà khi đi trở vào nước là nó hoàn nguyên. Và cái hàng sử dụng và cả cái về chất lượng nó hầu như không thay đổi. Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho từng sản phẩm hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những yêu cầu trở nên bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu. Tuy nhiên, tùy theo từng ngành nghề, các doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một hệ thống quản lý hoặc tích hợp nhiều hệ thống quản lý và công cụ cải tiến. Đối với ngành thực phẩm, có thể áp dụng tích hợp ISO 9001, ISO 22000, VietGAP, GlobalGAP, Bộ Tiêu chuẩn về Sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất tinh dầu tràm Huế như Bẻ Thơ, Phước Quy đã có những nỗ lực hoạt động trong chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm tinh dầu tràm Huế, các doanh nghiệp này đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng quy chuẩn địa phương cho sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Quy chuẩn tinh dầu tràm kỹ thuật tinh dầu tràm của Huế đó thì tôi thấy đây là một chủ trương đúng đắn. Đơn vị tôi là người đầu tiên hưởng ứng và phát triển và tuân thủ theo tất cả những cái quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Ủy ban tỉnh ban hành. Cho nên là bây giờ tất cả mọi cái hầu như là tôi cũng đi quảng bá về anh em doanh nghiệp đã cùng phát động cái phong trào nữa. Thì bây giờ nó đã tạo một cái tiếng vang đã trong cái thị trường và người ta rất là tin tưởng vào cái thị trường mà kinh doanh của là tinh dầu tràm ở Huế. Cùng với việc nâng cấp hệ thống nhà xưởng, năm 2023, doanh nghiệp Yến Sào Hoa Sữa đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ, trang thiết bị, máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng bằng công nghệ sấy thăng hoa, gắn liền với việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến về chất lượng an toàn thực phẩm HACCP. Việc đưa vào ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất chế biến đã giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, khẳng định được thương hiệu các dòng sản phẩm. Thị trường ngày càng được mở rộng, tạo cơ sở cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ những năm đầu của Yến Sào Hoa Sữa thì bên em chỉ sản xuất thô sơ nhỏ lẻ bằng những cái tổ yến thô qua yến sấy thì mình dùng bằng sấy nhiệt. Nhưng mà bắt đầu từ 2023 thì đến 2024 này thì Yến Sào Hoa Sữa đã đầu tư một cái hệ thống sấy thăng hoa hiện đại được sự hỗ trợ của tỉnh. Đó là máy sấy thăng hoa với cái công suất là nó có thể là một mẻ là khoảng 600 viên.
Sau hơn 10 năm triển khai chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Qua đó, một số doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy đã nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời tiết kiệm được năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đồng thời góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Để đồng hành cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì Sở Khoa học Nghệ cũng đã tham mưu ban hành nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách về hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Thì qua quá trình triển khai nghị quyết, thì với mức hỗ trợ thì 30% trên một dự án về đổi mới, cải tiến công nghệ, thì mặc dù là cái mức hỗ trợ thì không lớn, nhưng mà cũng góp phần đồng viên, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư cải tiến cái công nghệ nhằm nâng cao cái năng suất cũng như chất lượng sản phẩm, các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Năm 2023, Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho 15 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng mã số, mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc cho 5 cơ sở sản xuất, hỗ trợ hệ thống quản lý về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho 3 tổ chức, hợp tác xã, hỗ trợ chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến về chất lượng an toàn thực phẩm HACCP cho 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hỗ trợ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 cho 1 doanh nghiệp, hỗ trợ chứng nhận hợp quy cho 2 doanh nghiệp và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ cho 1 hợp tác xã, hỗ trợ cho gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các hệ thống công cụ quản lý tiên tiến như hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP ISO 22000, hệ thống truy xuất nguồn gốc và mã số, mã vạch, công bố hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, được lồng ghép từ nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất, chất lượng, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, đào tạo nhân lực quản lý, vận hành hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, kỹ năng sáng tạo và đổi mới, cải thiện các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo nhận thức chung về năng suất, lợi ích của năng suất cho người lao động, sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Huế. Qua cái chương trình này thì những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức họ cũng đã tiếp cận được những cái kiến thức về năng suất, về chất lượng để qua đó nâng cao cái giá trị hàng hóa, sản phẩm cũng như tăng năng suất, tăng cái khối lượng sản phẩm. Thì thời gian tới thì Sở Khoa học Công nghệ cũng sẽ tiếp tục tham mưu ban tỉnh triển khai các cái chương trình năng suất chất lượng mà gắn với tăng trưởng xanh và gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Bởi vì không thể là tăng năng suất nhưng mà phát thải nhiều cũng như tăng chất lượng nhưng mà lại không đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm, như là sản phẩm không đạt các cái bộ tiêu chuẩn về hữu cơ. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo cơ chế thị trường, hình thành khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao và các tổ chức nghiên cứu đủ sức giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ của vùng và quốc gia, trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ. Để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung mọi nguồn lực khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, trang bị kiến thức cho các đơn vị doanh nghiệp về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm vững được nội dung thực hiện 5S, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Hoạt động này còn tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu.